cho các con. Ở những tiết học trước, cô trò mình đã được tìm hiểu những đặc điểm chung về văn biểu cảm. Chúng ta cũng đã đến được với những đề văn cụ thể. Các con cũng đã hình dung được các bước để chúng ta làm một bài văn biểu cảm hoàn chỉnh. Ngày hôm nay thì cô trò mình sẽ đến một phần rất là quan trọng để rèn cho các con kỹ năng, các bước cụ thể để chúng ta tạo lập một bài văn biểu cảm thực sự là có kết quả cao nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học cho cô, đó là luyện tập cách làm bài văn biểu cảm nhé. Các con lấy vở ra ghi bài nào. Phần đầu tiên các con sẽ đến với cấu trúc bài học ngày hôm nay với cô. Các con nhìn lên trên màn hình. Ở trong phần tiết luyện tập này thì cô chia ra làm 4 nội dung cơ bản và thêm một nội dung nữa, đó chính là bài tập về nhà vào cuối buổi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với ôn tập kiến thức cơ bản về văn biểu cảm. Các con sẽ được cô hướng dẫn chúng ta ôn tập lại tất cả những kiến thức các con đã được học ở những tiết trước. Thứ hai là cô sẽ giới thiệu với các bạn một số đề văn biểu cảm. Cái thứ ba là cô sẽ gợi ý phương pháp làm bài 2 trong số những đề văn biểu cảm cô vừa cho ở trên. Và cái thứ tư chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Bây giờ cô trò mình sẽ vào nội dung đầu tiên, đó là ôn tập kiến thức cơ bản. Các con vào một la mã cho cô. Và nội dung thứ nhất các bạn ôn tập với cô đó chính là văn biểu cảm. Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, các con thấy rằng là văn biểu cảm đó chính là kiểu bài để bộc lộ cảm xúc. Chính là bộc lộ cảm xúc. Tình cảm. Cảm xúc. Về một đối tượng nào đó. Và con thấy rằng là chúng ta có thể có những cách biểu lộ tình cảm. Con ghi các cách để bộc lộ tình cảm. Chúng ta có hai cách, một là trực tiếp và hai là gián tiếp. Hai là gián tiếp. Ngoài ra thì các con chú ý cho cô một đặc điểm nữa. Các con ghi thứ ba. Thứ ba là chúng ta nhớ là các bước làm bài văn biểu cảm. Chúng ta có tất cả là 4 bước, 2, 3 và 4. Các con chú ý là bước 1, thông thường là tìm hiểu đề và tìm ý. Bước 2 là lập dàn ý. Bước 3 là viết thành bài văn hoàn chỉnh. Và bước thứ 4 là chúng ta đọc lại và sửa chữa nếu có. Đọc lại. Phải sửa chữa nếu có. Trong phần tìm hiểu đề và tìm ý, các con lưu ý cho cô như sau. Muốn tìm hiểu đề chính xác thì các bạn đi trả lời cho cô những câu hỏi. Trả lời những câu hỏi sau đây. Đầu tiên chính là nội dung của đề như thế nào. Thứ hai là kiểu bài. Và thứ ba là giới hạn đề. Trên cơ sở những điều các con đã vừa xác định được ở trên, chúng ta có thể dễ dàng đi tìm ý cho bài văn. Con sẽ đi tìm ý. Đối với lập dàn ý thì con lưu ý là có 3 phần. Một la mã là mở bài, 2 la mã là thân bài và 3 la mã chính là phần kết bài.
Và trong phần kết bài thì cô lại chú ý thêm một điều nữa. Đó là trong phần kết bài các con lưu ý là đây là một đoạn văn nhé. Đoạn văn từ 2 đến 3, 3 câu khi con lập tạo lập văn văn bản. Mở bài thì cũng là một đoạn văn từ 2 đến 3 câu. Và khi chúng ta tạo lập văn bản thì phần thân bài sẽ là gồm nhiều đoạn văn. Gồm nhiều đoạn văn. Được liên kết chặt chẽ với nhau. Và chính những điều này sẽ là tạo tiền đề cho các con để chúng ta đến với phần gì ạ? Phần viết bài. Đây chính là cơ sở để chúng ta đến với phần viết bài. Còn phần đọc lại và sửa chữa thì các con có thể thấy là mình sẽ làm xong và mình sẽ xem lại những cái phần mình đã diễn đạt. Có chỗ nào cần phải bổ sung không? Có chỗ nào cần phải sửa chữa về chính tả, dùng từ ngữ pháp không? Thì cái bước cuối cùng cô nghĩ rằng cũng rất là cần thiết cho các con. Bây giờ chúng mình sẽ đến với nội dung tiếp theo. Đó chính là cô sẽ chuyển sang nội dung phần 2 nhỏ. Phần 2 nhỏ đó là một phần chú ý liên quan đến văn biểu cảm. Con chuyển sang phần 2, chú ý. Khi làm văn biểu cảm thì cô yêu cầu chúng ta như sau. Đọc kỹ đề cho cô. Đọc kỹ yêu cầu của đề. Mẫu đơn. Gạch chân dưới những từ ngữ quan trọng vào đề. Gạch chân. Từ ngữ quan trọng. Bước thứ hai là chúng ta tìm ý. Tìm hiểu đề và tìm ý ra nhé. Tìm hiểu đề. Chúng ta không làm vào trong bài làm khi con đi thi nhé. Làm ra nhé. Khi các con đi thi hoặc là kiểm tra. Khi chúng ta đi kiểm tra hoặc là chúng ta thi. Tiếp theo là chúng ta gạch các ý chính. Bây giờ các con nhớ là chúng ta sẽ gạch ở dưới những ý chính trong bài làm của mình, trong bài làm ở đây là cô nhấn mạnh đây chính là dàn ý nhá. Dàn ý nếu đề bài không yêu cầu thì các con làm tất cả vấn đề này ra nháp nha cô. Các con làm ra nháp. Nếu đề bài không yêu cầu, chúng ta làm vào trong bài để tính điểm. Các con cảnh